Vâng, xin chào bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu nhà 2 tầng hiện đại được chúng tôi thiết kế cho một vị khách hàng tại Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương. Và ngôi nhà này có gì đặc biệt thì lát nữa tôi sẽ đưa các bạn đi vào để khám phá toàn bộ công năng cũng như toàn bộ những cái chi tiết mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Văn Hiệu. Thì anh Hiệu có nhờ bên công ty chúng tôi thiết kế cho gia đình anh một cái mẫu nhà để làm sao nó phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng, nó phù hợp với tính cách của mình. Và chúng tôi đã về đây tiến hành khảo sát và lên cho anh cái phương án thiết kế một cái ngôi nhà 2 tầng hiện đại. Và bây giờ thì ngôi nhà của anh là đã vào cái quá trình hoàn thiện và đi vào sử dụng. Cho nên là chúng tôi sẽ về đây để giới thiệu cho các bạn một cái ngôi nhà mà đã hoàn thiện ở ngoài thực tế nó sẽ giống hay khác nhau ở trong so với trong bản vẽ nó như thế nào. Và bây giờ tôi sẽ mời các bạn đi vào để tham quan lại toàn bộ công trình này nhé. Vâng, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn thể những cái chi tiết ở phía mặt ngoài mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình anh Hiệu tại Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương các bạn nhé. Thì anh Hiệu là một người khá là trẻ và tính cách của anh khá là thoáng, cho nên là anh muốn xây dựng một cái ngôi nhà là theo toàn bộ cái phong cách là hiện đại từ đầu đến cuối. Và xuyên suốt thì là chúng tôi thiết kế cho anh vào đấy những cái mảng tường kết hợp giữa cái gạch thẻ và những cái màu sơn chủ đạo như tông màu trắng và tông màu hơi xanh này. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái vật liệu cửa của gia đình nhà anh Lượng thì anh kết hợp giữa cửa sinh pha đây nhá, cửa sinh pha kính, và ở một cái bộ cửa chính thì anh chỉ dùng cửa gỗ và kết hợp hai bên là palo kính đấy để lấy ánh sáng xuyên vào khu vực phòng khách. Và các cái mạng tường này thì được chúng tôi là hạn chế cái việc đắp phào trị, thay vào đấy thì chúng tôi kết hợp giữa các cái ô gạch thẻ đây, chúng tôi khoét sâu vào cái phần tường và kết hợp các cái ô gạch thẻ đấy để nó tăng thêm cái điểm nhấn cho toàn thể công trình của gia đình nhà anh Lượng. Và cái cột này thì hầu như là nó phẳng từ dưới lên trên. Thì cái nhà 2 tầng hiện đại này và theo cái phong cách này thì nó sẽ đẹp ở những cái hình khối thò thụt của công trình và nó tạo lên cái sự là hiện đại cho toàn thể công trình của gia đình nhà anh Lượng. Và khi chúng tôi về đây khảo sát thì chúng tôi là thiết kế cho gia đình anh với cái bậc là 3 bậc các bạn nhé. Thì 3 bậc này chúng tôi cũng thiết kế phối vào đấy cho anh những cái mảng màu để làm sao nó nổi bật lên cái phần mặt chính của gia đình nhà anh Lượng. Và gia đình anh Lượng thì thi công toàn bộ cái công trình này theo những cái bộ bản vẽ mà bên công ty chúng tôi cung cấp. Đồng thời thì ở bên này là chúng tôi mở ra cho anh một cái mặt tiền thứ hai. Thì cái mặt tiền thứ hai này có cái diện tích từ phía bệ cột này, ở cái bệ bậc này đi ra đến hết cái phần của thạnh phụ bên này thì là có kích thước là 1,5 m các bạn nhé. Đấy cũng là một mặt tiền thứ hai được thiết kế cái dạng thò thụt và cái hình khối, và kết hợp với đấy là các cái mảng màu, các cái mảng tường được chúng tôi khoét sâu vào để tăng lên cái độ nhấn cho toàn thể công trình. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn thể cái công năng mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Lượng các bạn nhé. Đấy, thì như tôi đã giới thiệu với các bạn thì bộ cửa chính này thì anh cũng sử dụng bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi, có hai cánh giữa là bằng chất liệu là palo đặc. Đấy, và hai cánh bên này thì anh sử dụng là cánh palo kính. Đấy, thì hai cái cánh palo kính này nó sẽ lấy ánh sáng xuyên suốt vào trong cái khu vực phòng khách cho gia đình anh. Và cái cánh palo gỗ palo đặc này thì kết hợp giữa các cái chi tiết đục đấy ở trung tâm của cần phần cửa và các cái chi tiết là gắn nối thì được các bác thợ hoàn thiện một cách rất là tỉ mỉ, và nó tăng thêm cái tính thẩm mỹ cho toàn bộ phần sảnh chính của gia đình nhà anh. Và trong không gian phòng khách này thì chúng tôi thiết kế cho anh là cái hệ trần thạch cao các bạn nhé. Và không gian phòng khách này thì chúng tôi thiết kế cho anh với diện tích là 24,24 m², kết hợp với một không gian mở với phòng ăn. Thì các bạn có thể nhìn và hình dung một cái không gian nó thoáng và nó liên thông một cách rất là tuần hoàn đấy, và nó nhìn cái tầm nhìn được mở rộng ra rất nhiều các bạn nhé.
Thì các bạn có thể tham khảo cái phong cách này để là sử dụng cho cái ý tưởng thiết kế của ngôi nhà mình, để làm sao cái phòng khách của mình kết hợp phòng bếp và nó mở ra một cái không gian cực kỳ thoáng, nó tiết kiệm các cái lối hành lang đi lại vào bằng từng cái phòng ngủ đấy. Và cái khu vực này thì chúng tôi là thiết kế cho anh là bằng trần thạch cao các bạn nhé. Thì các cái trần thạch cao này thì anh nhấn thêm vào đấy là các cái màu giả gỗ đấy, để tăng thêm cái điểm nhấn cho khu vực trần. Kết hợp giữa cái trung tâm của khu vực phòng khách thì chúng tôi, anh Lượng có lắp một cái hệ quạt trần 5 cánh đấy, để tăng cái công năng cho toàn bộ khu vực phòng khách này. Và ở đây thì anh đặt một cái bộ sofa góc L đấy, nó phù hợp với toàn thể không gian của gia đình anh. Kết hợp với cái tivi thì anh gắn tường các bạn nhé. Đây, cái tivi thì anh đính lên tường, anh không dùng cái kệ để nó tiết kiệm cái phần diện tích đi lại ở đây. Cái phần sàn thì chúng tôi là sử dụng vào đấy là gạch 80-80 để nó liên thông hết toàn bộ cái không gian này, để nó mở rộng cái tầm mắt và nó đồng bộ toàn bộ khu vực phòng khách cho gia đình anh. Rồi, đây là chính là khu vực phòng bếp các bạn nhé. Thì khu vực phòng bếp được gia đình anh là sử dụng trần thạch cao phẳng để nó che đi các cái dầm đấy, vượt qua khu vực phòng bếp. Kết hợp vào đấy là các cái đèn mắt trâu đấy. Các bạn có nhìn thấy là gia đình anh dùng khá là nhiều đèn led mắt trâu các bạn nhé. Thì nó sẽ thay cho toàn bộ cái đèn ống, đèn tuýp huỳnh quang, nó sẽ là đính lên tường. Ở khu vực phần bếp này chúng tôi cũng mở ra một cái phần cửa sổ để lấy ánh sáng không khí từ phía đằng sau vào cho công trình gia đình nhà anh Lượng. Và toàn thể cái phần chấn song thì được chúng tôi thiết kế và gia đình anh Lượng sử dụng là bằng sắt tĩnh sơn tĩnh điện. Đấy. Ở trong khu vực phòng bếp này thì anh thiết kế một cái không gian nhỏ xinh để phù hợp với sinh hoạt cho toàn thể gia đình mình. Và cái tủ bếp này thì anh cũng sử dụng là bằng chất liệu là gỗ an cường các bạn nhé. Kết hợp với cả cái tay boom. Đấy. Một không gian bếp khá là hiện đại và đầy đủ công năng sử dụng cho gia đình. Đây, ở đây là khu vực bố trí tủ lạnh. Và trong không gian bếp thì anh cũng bố trí đầy đủ các cái thiết bị nấu ăn rồi thiết bị rửa để là phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình. Ở khu vực này thì chúng tôi thiết kế cho anh một cái hệ cửa. Cái hệ cửa này bằng chất liệu là nhôm hệ sinh pha và kết nối từ khu vực phòng khách đi ra ở ngoài khu vực sảnh phụ ở phía bên ngoài. Và ở dưới này thì chúng tôi có bố trí cho anh một cái khu vực phòng ngủ. Khu vực phòng ngủ này có diện tích là 16,2 m². Thì khu vực phòng ngủ này thì được gia đình anh Hiệu là sử dụng là gạch ốp lát, là gạch dạ gỗ các bạn nhé, để tăng thêm cái độ ấm. Phòng ngủ này cũng bố trí là các cái hệ thống giường, tủ để phục vụ cái nhu cầu sử dụng. Và cái hệ cửa thông phòng thì là cũng bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi. Và toàn bộ phòng ngủ của gia đình anh Lượng thì đều được chúng tôi thiết kế là các cái hệ cửa nhôm hệ sinh pha bằng cửa sổ để lấy cái ánh sáng và không khí tự nhiên vào cho công trình gia đình nhà anh. Và đặc biệt hơn ở khu vực phòng ngủ này thì anh cũng hạ trần thạch cao kết hợp với các cái chi tiết đèn led để nó tăng thêm cái không gian sống động hơn ở trong khu vực phòng ngủ này. Rồi, ở trong khu vực tầng 1 thì có thêm một cái khu vực nhà vệ sinh được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Lượng với diện tích là 4,36 m², kết hợp với một cái khu giặt giũ ở đây các bạn nhé. Đây, khu vực này chúng tôi tận dụng để là để máy giặt. Và trong khu vực nhà vệ sinh này thì anh bố trí những cái thiết bị nó khá là hiện đại, từ các cái thiết bị sen vòi, rồi thiết bị bồn rửa, thiết bị bồn bệt, thiết bị nóng lạnh, nó đều được anh bố trí một cách đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình. Và đây là chính là toàn bộ cái phần ô cầu thang mà chúng tôi đã thiết kế cho anh. Và cái hệ ô cầu thang thì anh sử dụng cái vật liệu là gỗ kính các bạn nhé, tức là tay vịn thì bằng gỗ và cái mặt lan can này là bằng kính, để nó tăng cái không gian sử dụng lên, nó tăng cái tính hiện đại cho toàn thể ngôi nhà của gia đình anh. Cái bậc cầu thang thì chúng tôi đã thiết kế cho anh là cái đá kim sa Ấn Độ đấy, ở mặt trên, và ở cái cổ thì chúng tôi thiết kế là đá trắng cho gia đình anh để tăng thêm điểm nhấn cho toàn thể cầu thang. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn thể cái không gian của khu vực tầng 2 mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình nhà anh Lượng nhé. Vâng, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái khu vực tầng 2 của gia đình anh Lượng các bạn nhé. Thì khu vực tầng 2 chúng tôi thiết kế cho anh là 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 khu vực nhà vệ sinh chung, kết hợp với 3 phần ban công các bạn nhé. Thì các bạn có thể là thấy là toàn bộ khu vực nhà anh nó sẽ rất là thoáng. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn khu vực phòng thờ. Thì khu vực phòng thờ cũng được thiết kế là cửa đi vào là bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi có khuôn bao. Và trong khu vực phòng thờ này thì anh cũng bố trí là 2 cửa để lấy ánh sáng này, và một cái cửa chính để thông ra cái phần ban công. Và toàn bộ khu vực là cửa này thì anh cũng sử dụng bằng chất liệu là bằng nhôm hệ sinh pha kết hợp với các cái tấm kính lớn để lấy ánh sáng các bạn nhé. Đồng thời ở khu vực tầng 2 thì anh sẽ sử dụng là gạch ốp lát là bằng gạch dạ gỗ các bạn nhé. Gạch dạ gỗ có kích thước là 15x90. Đấy, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm là khu vực phòng ngủ số 2
của gia đình nhà anh Lượng. Thì khu vực phòng ngủ số 2 được chúng tôi thiết kế cho anh với diện tích là 11,6 m². Đấy. Khu vực phòng ngủ này có diện tích 11,6 m² cũng kết hợp là cửa thông phòng là bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi và có cái hai cửa để đi ra cái phần ban công. Đây là cửa thứ nhất. Đây, đây là ban công thứ hai các bạn nhé. Và khu vực ban công này cũng có diện tích nó có là 3,6 m². Đấy, khu vực ban công này có diện tích là 3,6 m². Đấy, và trong cái không gian của gia đình nhà anh thì anh sử dụng rất là nhiều ban công để lấy ánh sáng, lấy không khí cho toàn bộ công trình nhà mình. Cũng kết hợp ở đây là các cái phần cửa sổ để mở ra để lấy ánh sáng từ phía và không khí từ mặt hông. Rồi bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là khu vực phòng ngủ cuối cùng. Và do phòng ngủ cuối cùng này là có người đang sử dụng cho nên là tôi sẽ nói qua diện tích. Thì phòng ngủ này có diện tích là 17,03 m², cũng sử dụng là gạch ốp lát giả gỗ và có một cái cửa để đi ra ban công thứ ba của gia đình nhà anh. Và đồng thời ở đây này có một cái khu vực nhà vệ sinh chung các bạn nhé. Thì khu vực nhà vệ sinh chung này có diện tích là 4,36 m². Đấy. Và ở đây là cái phần cầu thang để dẫn lên cái phần tầng tum ở phía bên trên. Thì cái phần tầng tum ở phía bên trên được chúng tôi thiết kế cho anh toàn thể cái diện tích là 30 m² để anh có thể là cải tạo thành một cái phòng kho ở trên đấy để chứa những cái vật dụng, những cái đồ đạc mà chưa dùng đến. Vâng, và vừa rồi tôi vừa giới thiệu với các bạn một mẫu nhà 2 tầng hiện đại được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Văn Hiệu tại Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương. Thì nếu các bạn đang muốn tham quan đến mẫu nhà này thì hãy đến tại đội 7 Phúc Tân, Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương để có thể là tham quan cái mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh. Và theo cái chia sẻ của vị chủ nhà thì toàn thể ngôi nhà này hoàn thiện, chưa bao gồm nội thất, có giá trị hoàn thiện là khoảng tầm 1 tỷ mốt các bạn nhé, cho một ngôi nhà rộng khoảng tầm 220 m². Để các bạn có thể tham khảo cái mẫu nhà này để lên cái ý tưởng thiết kế cho công trình tương lai của gia đình mình. Và nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình mình một cái mẫu nhà mơ ước đạt cái yêu cầu nguyện vọng của gia đình thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà thật là ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.